Kính chào quý thính khán giả quay trở lại với kênh Bước Chân Phật Pháp. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị luôn vạn sự an lành, tấn tài tấn lộc. Các video trên kênh Bước Chân Phật Pháp đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép re-up dưới mọi hình thức. Sau đây sẽ là nội dung chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. 8 việc cần làm ngay để hóa giải vận xui, đơn giản ai cũng làm được. Vận xui đeo bám khiến bạn cảm thấy khó khăn hơn, vất vả hơn. Để hóa giải chúng, hãy thử làm theo một vài mẹo nhỏ này. 1. Là rắc muối. Người xưa quan niệm muối có công dụng xua đuổi tà ma và hóa giải vận xui hiệu quả. Vậy nên khi gặp nhiều điều xui xẻo trong cuộc sống, bạn chỉ cần lấy một ít muối ném qua vai trái của mình hoặc bạn rải muối xung quanh nhà hay phòng ngủ cũng giúp gia đình ấm êm, tình cảm của các thành viên ngày càng thêm mặn mà. Một cách nữa là tắm bằng nước muối. Bạn chỉ cần thêm 2-3 muỗng canh muối vào trong nước ấm và tắm bình thường. Không chỉ giúp xua đi xui xẻo, mà nó còn giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Rắc muối đã từ lâu được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và đuổi tà ma trong văn hóa dân gian. Theo quan niệm của người xưa, muối có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và mang lại sự bình an cho gia đình. Do đó, khi gặp nhiều khó khăn và xui xẻo trong cuộc sống, chỉ cần lấy một ít muối và ném qua vai trái của mình để loại bỏ những tác động tiêu cực. Ngoài ra, việc rải muối xung quanh nhà hoặc trong phòng ngủ cũng được coi là một biện pháp hữu ích để tạo ra một không gian ấm áp, bình yên cho gia đình. Muối được xem là một phương tiện hóa giải và làm sạch không gian, giúp tăng cường sự hòa thuận và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Một cách khác là tắm bằng nước muối. Bằng cách thêm 2-3 muỗng canh muối vào nước ấm và tắm bình thường, bạn không chỉ giúp loại bỏ các năng lượng tiêu cực mà còn tạo cảm giác thoải mái và sảng khoái hơn. Việc này được coi là một phương pháp hữu ích để giữ gìn tinh thần và cơ thể, đồng thời mang lại cảm giác an lành và hạnh phúc cho cuộc sống hàng ngày. Những biện pháp truyền thống này không chỉ đơn giản mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh và tinh thần trong văn hóa dân gian. Chúng giúp tạo ra một không gian sống tích cực, đồng thời mang lại phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho gia đình và cá nhân. 2. Là thắp hương. Khi gặp phải quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, bạn hãy thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật. Bạn nên thắp số hương lẻ và nên chọn những loại hương có mùi cay nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ để tỏ lòng thành kính. Thắp hương không chỉ giúp xua đi vận xui mà nó còn mang lại cho bạn cảm giác thư thái. Thắp hương là một hoạt động truyền thống có ý nghĩa tâm linh lớn trong văn hóa của nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi gặp phải nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc sống, việc thắp hương cho tổ tiên hoặc các vị thần Phật được coi là một biện pháp hóa giải vận xui và tìm kiếm sự an lạc. Thực hiện việc này, người ta thường thắp số hương lẻ và chọn những loại hương có mùi cay nồng như hương hoa nhài hoặc hương gỗ. Những loại hương này được cho là có khả năng tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với thế giới tâm linh và giúp truyền tải lòng thành kính của người thắp hương. Thắp hương không chỉ đơn thuần là một hành động tín ngưỡng mà còn mang lại cảm giác thư thái và yên bình cho tâm hồn. Việc tạo ra không gian yên tĩnh, sạch sẽ và tràn ngập mùi hương thiêng liêng, tinh thần được nâng cao và cảm nhận được sự gần gũi với vô thượng, từ đó mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài cho người thực hiện. Như vậy, thắp hương không chỉ là một phương tiện hóa giải vận xui, mà còn là một cách để tìm kiếm sự bình an và niềm tin trong cuộc sống, đồng thời làm tăng cường tinh thần và đem lại cảm giác an lạc cho tâm hồn. 3. Là chôn gương vỡ. Theo phong thủy, gương vỡ là một điềm báo rất xấu. Nếu vô tình làm vỡ gương, bạn hãy hóa giải bằng cách chôn nó xuống một mảnh đất trống. Cách này giúp bạn tránh được những điều không may, đồng thời hạn chế được việc các thành viên trong gia đình bị thương. Theo quan niệm phong thủy, gương vỡ được coi là một dấu hiệu không may mắn và mang lại năng lượng tiêu cực cho không gian. Để hóa giải điều này, một cách thường được thực hiện là chôn gương vỡ xuống đất trống. Hành động chôn gương vỡ này được xem như việc chôn đi những năng lượng tiêu cực, ngăn chặn chúng khỏi lan truyền và tác động đến cuộc sống hàng ngày của gia đình. Nó cũng là biện pháp để tránh những tai nạn và sự không may xảy ra với các thành viên gia đình. Việc hóa giải bằng cách chôn gương vỡ xuống đất trống được kỳ vọng sẽ mang lại sự phúc lộc, tài lộc,
may mắn và tiền tài cho gia đình. Đồng thời, cũng là một cách để giữ cho không gian sống luôn được sạch sẽ và tinh thần được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ năng lượng của gương vỡ. 4. Là trưng bày đá phong thủy. Đá phong thủy có rất nhiều loại khác nhau và công dụng của chúng cũng khác nhau. Đặt đá phong thủy trong nhà, trong phòng làm việc hay mang theo bên người đều có thể giúp bạn tránh được những luồng khí xấu. Chẳng hạn, dùng đá hồ ly để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu. Dùng đá thạch anh để tránh xa tà khí, không cho chúng xâm nhập làm hại bản thân. Dùng đá xà cừ giúp ngăn chặn không cho những linh hồn bơ vơ lại gần làm hại mình. Trưng bày đá phong thủy trong không gian sống và làm việc không chỉ là một phong tục, mà còn được coi là một biện pháp hóa giải và tăng cường năng lượng tích cực. Các loại đá phong thủy được cho là có khả năng tạo ra các dạng năng lượng tích cực và giúp cân bằng năng lượng xung quanh. Với mỗi loại đá phong thủy, có một công dụng và tác dụng cụ thể khác nhau. Đá hồ ly được sử dụng để hóa giải trắc trở trong chuyện tình yêu và mang lại may mắn trong các mối quan hệ tình cảm. Đá thạch anh thường được dùng để tránh xa tà khí, giúp bảo vệ khỏi sự xâm nhập của năng lượng tiêu cực và tăng cường năng lượng tích cực cho người sử dụng. Đá xà cừ có khả năng ngăn chặn những linh hồn bơ vơ gây ra sự cản trở và không may mắn, giúp tạo ra một không gian an lành và yên bình. Việc trưng bày đá phong thủy như vậy không chỉ giúp tăng cường sự may mắn và phúc lộc, mà còn mang lại cảm giác an tâm và bình yên cho người sử dụng. 5. Tích cực làm việc tốt. Người xưa quan niệm khi bạn cho đi thì thứ bạn nhận lại có khi còn nhiều người. Nếu bạn làm việc thiện bằng cả tấm lòng từ bi của mình thì chắc chắn bạn sẽ được nhận lại những điều tốt lành. Ngoài ra, khi bạn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì bạn sẽ nhận thấy cuộc đời mình còn nhiều may mắn. Những khó khăn bạn gặp phải không là gì so với khó khăn của người khác. Từ đó, bạn sẽ có thêm ý chí để vượt qua những khó khăn bạn đang gặp phải. Tích cực làm việc tốt không chỉ là một cách để đạt được thành công và may mắn trong cuộc sống, mà còn là một phương tiện để tạo ra sự hạnh phúc và cảm giác đầy đủ trong lòng. Người xưa đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc cho đi và làm việc thiện, và điều này vẫn đúng cho đến ngày nay. Khi bạn làm việc thiện với tấm lòng từ bi, bạn không chỉ tạo ra sự hài lòng và hạnh phúc cho người khác, mà còn tạo ra một dòng chảy năng lượng tích cực quay trở lại với bản thân bạn. Như câu gieo gió gặt bão, những hành động tốt lành mà bạn thực hiện sẽ được đáp lại bằng những điều tốt lành trong cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, khi bạn giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình, bạn không chỉ làm cho cuộc đời của họ trở nên tốt đẹp hơn, mà còn nhận thấy sự động viên và niềm vui từ việc làm điều tốt cho người khác. Điều này giúp tăng cường ý chí và sức mạnh tinh thần của bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn một cách mạnh mẽ và kiên định hơn. Như vậy, tích cực làm việc tốt không chỉ là chìa khóa để mở ra cánh cửa của phúc lộc, tài lộc, mà còn là nguồn động viên và sức mạnh cho cuộc sống của chính bạn và những người xung quanh. 6. Là dọn dẹp nhà cửa. Một căn nhà bừa bộn có thể chặn năng lượng tích cực chảy vào và tạo ra những cảm xúc tiêu cực và kém may mắn. Chỉ với việc dọn dẹp nhà cửa là bạn đang mang đến cho mình nguồn lượng mới và trao quyền cho bản thân thay đổi vận mệnh của mình. Khi dọn dẹp, bạn nên vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng. Quét sạch mạng nhện và bụi bẩn trong nhà. Bạn cũng có thể sắp xếp lại đồ nội thất trong nhà để cải thiện dòng chảy của năng lượng. Sơn lại tường nhà để mang luồng gió mới cho không gian và cuộc sống của bạn. Dọn dẹp nhà cửa không chỉ là việc giúp căn nhà trở nên gọn gàng và sạch sẽ, mà còn là một cách để tạo ra một môi trường tích cực, kích thích năng lượng tích cực và thu hút may mắn vào cuộc sống của bạn. Việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ không chỉ giúp loại bỏ những năng lượng tiêu cực, mà còn tạo điều kiện cho sự tự do vận động của năng lượng tích cực. Khi bạn loại bỏ những món đồ không cần thiết hoặc hỏng hóc, bạn cũng đang loại bỏ đi các gánh nặng tinh thần và cảm xúc tiêu cực mà chúng mang lại. Ngoài ra, việc sắp xếp lại đồ nội thất và sơn lại tường nhà cũng là cách tốt để thay đổi dòng chảy của năng lượng trong ngôi nhà. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra một không gian mới mẻ và tích cực hơn, giúp cuộc sống của bạn trở nên thú vị và phong phú hơn. Tóm lại, việc dọn dẹp nhà cửa không chỉ đơn giản là công việc vệ sinh hàng ngày,
mà còn là một phương tiện quan trọng để mang lại sự phúc lộc, tài lộc, may mắn và tiền tài vào cuộc sống của bạn. Hãy để căn nhà của bạn trở nên gọn gàng và sáng sủa để bạn có thể tận hưởng một cuộc sống tươi mới và hạnh phúc. 7. Là mang theo bùa hộ mệnh. Một cách để mang may mắn đến cho bản thân là mang theo bùa hộ mệnh. Bảo bối phong thủy phổ biến nhất có thể là chìa khóa. Một chùm dây đeo chìa khóa đã được sử dụng để mang lại may mắn từ thời xưa. Đeo chùm ba chìa khóa sẽ giúp bạn mở cánh cửa của giàu có, sức khỏe và tình yêu. Mang theo bùa hộ mệnh là một trong những cách truyền thống để thu hút may mắn và bảo vệ bản thân khỏi những điều xấu xảy ra. Chìa khóa được coi là một biểu tượng mang lại sự mở cửa cho cơ hội và thành công trong cuộc sống. Việc đeo chùm ba chìa khóa có thể được xem như một biện phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả. Ba chìa khóa đại diện cho ba lĩnh vực quan trọng của cuộc sống: giàu có, sức khỏe và tình yêu. Khi mang theo chìa khóa, bạn không chỉ đang đặt niềm tin vào sự mở cửa cho những cơ hội mới mẻ, mà còn đang thu hút năng lượng tích cực để thuận lợi hóa giải những thách thức và khó khăn. Bùa hộ mệnh như chìa khóa có thể được đeo trên dây đeo cổ, chìa khóa của ngôi nhà hoặc chìa khóa của xe hơi. Quan trọng nhất là bạn cần tin vào sức mạnh của nó và mang theo một cách linh hoạt và tự tin. Tóm lại, việc mang theo bùa hộ mệnh như chùm ba chìa khóa không chỉ là một biện pháp để bảo vệ bản thân, mà còn là một cách để thu hút may mắn, tài lộc, sức khỏe và tình yêu vào cuộc của bạn. Hãy tin tưởng và lắng nghe những tín hiệu tích cực mà năng lượng của chìa khóa mang lại cho bạn. 8. Là tắm nước lá. Trong nhiều nền văn hóa, các loại hoa lá luôn mang ý nghĩa tẩy trần, giúp con người sạch sẽ, đón vận may. Bạn có thể tắm bằng lá bưởi với ý nghĩa mang phúc lộc, hay dùng 7 loại hoa nhiều màu trừ màu trắng ngâm nước tắm. Sau khi tắm, bạn nên gói chúng vứt ngay, vì lúc này chúng được tin là đã tẩy sạch xui rủi của bạn và hấp thụ hết. Tắm nước lá là một phương pháp phong thủy truyền thống, được coi là có khả năng tẩy trừ đi những năng lượng tiêu cực và mang lại may mắn, tài lộc cho người thực hiện. Trong nhiều nền văn hóa, việc sử dụng các loại lá hoa để tắm được coi là một nghi lễ linh thiêng để giải tỏa và hấp thụ năng lượng tiêu cực. Có nhiều loại lá được sử dụng cho mục đích này, mỗi loại đều mang một ý nghĩa và tác dụng riêng. Chẳng hạn, lá bưởi thường được chọn với mong muốn mang lại phúc lộc và may mắn cho người tắm. Đối với một số người, việc sử dụng 7 loại hoa nhiều màu để ngâm nước tắm cũng được coi là cách tốt để thu hút và duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống. Sau khi tắm nước lá, quan trọng là bạn nên gói chúng và vứt đi ngay. Điều này được xem là bước quan trọng để loại bỏ hoàn toàn những năng lượng tiêu cực mà lá đã hấp thụ và giúp cơ thể và tâm hồn bạn sẵn sàng đón nhận năng lượng mới, tích cực. Tóm lại, việc tắm nước lá không chỉ là một phương pháp để làm sạch cơ thể, mà còn là một nghi lễ tâm linh để tẩy trừ và hấp thụ năng lượng tiêu cực, đồng thời thu hút và duy trì năng lượng tích cực, mang lại phúc lộc, tài lộc và may mắn cho người thực hiện. Tiếp theo là 4 lỗi phong thủy tưởng đơn giản mà khiến gia đình sa sút cần tránh ngay lập tức. Nếu bạn đang mắc những lỗi phong thủy này thì phải dừng lại ngay nhé. Nếu không, tài lộc sẽ không cánh mà bay. 1. Là để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh. Gia đình bạn có để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh không? Nếu có thì ngay từ hôm nay hãy thay đổi ngay thói quen này nhé. Bạn đang vô tình làm mất đi may mắn của cả nhà đó. Trong phong thủy, tủ lạnh ngũ hành thuộc thủy, lò vi sóng ngũ hành thuộc hỏa. Thủy hỏa xung khắc là điều có lẽ ai cũng đều biết, nên lò vi sóng và tủ lạnh để chồng lên nhau cũng chính là đang làm tự chúng xung khắc nhau. Điều này vô tình đã phá hỏng sự cân bằng âm dương, khiến cho tài vận không được tốt. Nếu vì gian bếp quá chật mà phải đặt như vậy, không còn cách nào khác, bạn hãy đặt một miếng gỗ ở dưới để mộc ngăn bớt sự xung khắc này nhé. Để lò vi sóng trên nóc tủ lạnh là một thói quen phổ biến trong nhiều gia đình, nhưng ít ai biết rằng việc này có thể ảnh hưởng đến may mắn và tài vận của gia đình. Trong phong thủy, mỗi đối tượng như tủ lạnh và lò vi sóng đều mang một ngũ hành khác nhau. Tủ lạnh thường được liên kết với ngũ hành thủy, trong khi lò vi sóng được liên kết với ngũ hành hỏa. Thủy và hỏa được biết đến là hai nguyên tố xung khắc nhau, và việc đặt hai đối tượng này chồng lên nhau có thể tạo ra sự xung đột trong không gian. Sự xung đột này có thể gây ra sự mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng đến sự hài hòa và may mắn trong gia đình. Vì vậy, nếu có thể,
bạn nên tránh đặt lò vi sóng trên nóc tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu không có cách nào khác vì không gian bếp quá chật hẹp, bạn có thể thử đặt một miếng gỗ ở dưới để tạo ra một lớp ngăn cách, giảm bớt sự xung khắc giữa hai đối tượng này. Việc thực hiện điều này không chỉ giúp tạo ra sự hài hòa trong không gian sống, mà còn giúp cải thiện tài vận và may mắn cho gia đình. Hãy nhớ rằng sự cân bằng và hài hòa trong không gian sống có vai trò quan trọng trong việc thu hút phúc lộc, tài lộc và may mắn. 2. Là giày dép không có giá, vứt lung tung ở cửa ra vào. Đây là lỗi của rất nhiều gia đình. Bạn có thể sắm sửa rất nhiều thứ, nhưng tủ giày vẫn là thứ thiếu trong gia đình này. Và đương nhiên, giày dép sẽ được vứt lung tung ở trước cửa ra vào. Điều này bạn nghĩ là bình thường, nhưng lại không thể ngờ được là nó vô tình ngăn vận khí tốt vào nhà bạn. Cửa ra vào chính là nơi cát khí đi vào nhà. Nếu bạn ngăn cản nó bằng những thứ mùi giày dép, thì đúng là chính bạn đã tự ngăn mất tài lộc đó. Vì vậy, tủ giày là thứ cần sắm nhất trong một gia đình. Giày dép thường được coi là một vật dụng thông thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng ít ai ngờ rằng cách bố trí và sắp xếp chúng có thể ảnh hưởng đến vận khí và may mắn của gia đình. Trong nhiều gia đình, việc để giày dép lung tung ở cửa ra vào là một thói quen phổ biến, nhưng đây lại là một thói quen không tốt đối với phong thủy. Cửa ra vào được xem là nơi mà năng lượng tốt và may mắn có thể đi vào nhà. Tuy nhiên, khi bạn để giày dép lung tung ở khu vực này, chúng có thể tạo ra một mùi khá không dễ chịu và gây cản trở cho dòng khí tích cực. Điều này dẫn đến việc ngăn cản vận khí tốt từ việc đi vào nhà, làm giảm khả năng thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình. Vì vậy, việc có một tủ giày sắp xếp gọn gàng và hợp lý là rất quan trọng trong một gia đình. Bằng cách này, không chỉ giúp tạo ra một không gian sạch sẽ và gọn gàng, mà còn giúp thu hút vận khí tích cực và may mắn vào nhà. Hãy nhớ rằng, việc tạo ra một môi trường sống hài hòa và thoải mái là chìa khóa để thu hút phúc lộc, tài lộc và tiền tài vào cuộc sống của bạn. 3. Là không đóng nắp bồn cầu. Nhiều người có thói quen đi ngủ hay đi vệ sinh xong không đóng nắp bồn cầu. Vậy là bạn đã tự làm hại mình. Hại mình là hại sức khỏe của bạn vì mùi nhà vệ sinh bốc ra ngoài khi ăn, khi ngủ. Ngoài ra, đây là nơi mà nhiều người, nhất là người giàu, quan niệm rằng vận khí này sẽ bị triệt hết nếu không biết nắp bồn cầu sau khi đi vệ sinh. Sau khi đọc bài này, hãy suy nghĩ thật kỹ xem bạn có thường xuyên làm điều này không nhé. Đó có thể là lý do mãi bạn vẫn chưa giàu. Việc không đóng nắp bồn cầu không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, mà còn có thể tác động đến vận khí và may mắn trong gia đình. Mùi khó chịu từ nhà vệ sinh có thể lan tỏa ra phòng khách và khu vực sống khác, ảnh hưởng đến không gian sống và sức khỏe của mọi người trong gia đình. Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, việc không đóng nắp bồn cầu có thể làm mất đi vận khí tích cực trong nhà. Nhà vệ sinh được coi là nơi dễ trú ngụ của năng lượng tiêu cực, và việc để nắp bồn cầu mở ra sẽ khiến cho năng lượng tiêu cực này có thể tự do lan tỏa và ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Do đó, việc thường xuyên đóng nắp bồn cầu sau khi sử dụng không chỉ là để bảo vệ sức khỏe, mà còn là để giữ cho không gian sống của bạn luôn trong trạng thái cân bằng và thu hút vận khí tích cực. 4. Là đầu giường kê sát nhà vệ sinh, nhà bếp. Đây là lỗi sai vô cùng nghiêm trọng. Khi bạn đặt đầu giường sát nhà vệ sinh, lúc ngủ, đầu quay về hướng đó sẽ vô cùng ảnh hưởng tới vận khí, thậm chí sức khỏe. Bếp là nơi nấu ăn nên luôn có mùi thức ăn, nhà vệ sinh thì càng nên kiêng kỵ vì là nơi chứa chất thải. Vậy nên, dù đặt đầu giường theo hướng nào thì cũng phải tuyệt đối kiêng hướng này nhé. Việc đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh và nhà bếp là một sai lầm nghiêm trọng trong phong thủy. Khi đầu giường được đặt ở gần những khu vực như nhà vệ sinh và nhà bếp, chúng ta có thể gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe và vận khí. Trước hết, nhà vệ sinh là nơi chứa chất thải và có thể phát tán mùi khó chịu. Nếu đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh, việc hít phải mùi không tốt này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Ngoài ra, nhà bếp là nơi nấu nướng, thường xuyên phát ra mùi thức ăn và hơi dầu mỡ. Việc đặt đầu giường gần nhà bếp có thể khiến cho chúng ta hít phải những mùi không dễ chịu khi ngủ, gây ra khó chịu và làm giảm chất lượng giấc ngủ. Về phong thủy, việc đặt đầu giường kế sát nhà vệ sinh và nhà bếp cũng có thể làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Những khu vực này thường được coi là chứa năng lượng tiêu cực
và khi đầu giường được đặt gần chúng có thể gây ra sự xung đột và không ổn định trong không gian sống. Do đó, để tạo ra một không gian sống và giấc ngủ tốt hơn, hãy đảm bảo rằng đầu giường được đặt ở một vị trí phù hợp, xa xa những khu vực như nhà vệ sinh và nhà bếp. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tăng cường vận khí và may mắn cho gia đình bạn. Nếu bạn chưa mắc những lỗi phong thủy dưới đây thì là tín hiệu mừng cho gia đình bạn. Còn nếu đã mắc rồi thì phải thay đổi ngay tức khắc, nếu không gia đình sẽ khó phát đạt. Ba loại cây trồng sau nhà giàu có ba đời. Trong phong thủy, những loại cây dưới đây chỉ thích hợp trồng sau nhà, trấn giữ của cải, mang lại may mắn cho gia chủ. 1. Đứng đầu tiên chính là cây chuối. Từ thời xa xưa, ông bà ta đã dạy con cháu mình rằng trước cao sau chuối. Vì vậy, nếu bạn đang băn khoăn chưa biết trồng cây phong thủy gì sau nhà, thì cây chuối là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp, giúp xây dựng địa thế cực kỳ tốt cho nhà bạn. Chuối có tán lá rộng, có tác dụng che chắn rất tốt. Hơn nữa, chuối còn rất dễ trồng với những tán lá xanh mướt, tượng trưng cho sự tốt tươi may mắn. Chính vì vậy, một chậu chuối cảnh sau nhà sẽ là sự lựa chọn dễ dàng và phù hợp với hầu hết mọi gia đình và tượng trưng cho nguồn tài lộc dồi dào, che chở cho toàn bộ căn nhà. Trong phong thủy, cây chuối có tác dụng tiêu trừ tà khí và ma quỷ, giúp mang lại bình yên và tài lộc cho gia chủ. Thân cây và lá có màu xanh nên đặc biệt phù hợp với người mệnh mộc và mệnh hỏa. Tuy nhiên, người xưa khuyên rằng trước cao sau chuối. Do đó chuối chỉ nên được trồng sau nhà chứ không nên trồng trước nhà. Còn xét theo góc nhìn khoa học, chuối có tán lá to, bụi khá rậm rạp nên trồng trước nhà sẽ cản nắng, cản gió vào nhà. Điều này khiến nhà u tối, kém thoáng gió và khó giám sát được an ninh bên ngoài nhà. Ngoài ra, chuối là cây ăn quả dễ bắt ion âm. Nguồn năng lượng này dễ khiến con người lười biếng, hoạt động chậm chạp, tâm trạng uể oải, chán trường nên không thích hợp trồng trước nhà. Ngược lại, nếu trồng chuối sau nhà sẽ lợi đủ đường. Cụ thể, chuối có thể che mát nắng nóng buổi chiều của hướng Tây, che chắn khí lạnh tràn về từ phía Bắc vào mùa đông. Nhưng trên thực tế, vẫn có những trường hợp có thể trồng cây chuối trước nhà, điển hình là khi trước nhà có cột điện, trạm cao thế. Nguyên nhân là do những thứ này mang nhiều điện tích ion dương. Khi luồng khí di chuyển, sẽ mang theo điện tích ion dương vào nhà khiến không khí trong nhà nóng bức. Người sống trong nhà dễ cảm thấy khó chịu, bứt rứt, lúc nào cũng bừng bừng dương khí. Nhà có cột điện trước nhà cũng phạm phải thế hỏa sát, dễ ảnh hưởng tới tài vận của gia chủ, tiền tài khó vào, làm nhiều tiêu ít, hậu vận không tốt, đường tình duyên cũng gập ghềnh, trắc trở. Lúc này, bạn có thể trồng cây chuối trước nhà để hóa giải. Cây chuối sẽ giúp trung hòa điện tích dương của cột điện, che chắn bớt tác hại của dòng điện đối với con người. Để tô điểm cho khu vực trước nhà, bạn có thể trồng các loại cây chuối cảnh thay vì chuối thường. 2. Cây sung xét về khoa học thì cây sung là cây quen thuộc với người dân vùng quê Việt Nam, có thể sinh sống ở nhiều địa hình khác nhau, không cần phải chăm sóc quá cầu kỳ. Đặc biệt, trong phong thủy cây sung thể hiện cho sự sung túc, nhưng chúng rất kiêng kỵ trồng trước cửa nhà bởi vì thân hình cây sung vốn to lớn. Nếu trồng trước nhà chắn ánh sáng vào nhà gây cản trở cho tài lộc. Đồng thời, trong ngày Tết người ta hay chọn quả sung thờ trên mâm ngũ quả, thể hiện cho sự sung túc, giàu sang. Nhưng nếu bạn trồng cây sung sau lưng nhà thì rất tốt cho sức khỏe và tài lộc. Cây sung giúp điều hòa không khí, đồng thời nó còn giúp bảo vệ tài lộc của cả gia đình bạn, giúp cho gia chủ làm ăn tấn tới, giàu có. Theo quan niệm phong thủy, sung được xếp vào bộ cây tứ linh, đa sung, xanh si, và bộ tam đa xúc, lộc vừng lộc, thiên tuế thọ, tượng trưng cho may mắn, sức khỏe và tài lộc. Từ sung mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, tròn đầy và viên mãn. Không chỉ vậy, cây sung còn có hình dáng đẹp với sức sống mạnh mẽ. Quả sung mọc ra từ thân cây vừa tròn vừa căng, mang ý nghĩa hút tiền tài. Do đó, cây sung có ý nghĩa đem lại nhiều may mắn, tài lộc, sự sung túc và viên mãn cho gia chủ. Chính vì vậy, người Việt thường có phong tục trồng cây sung trong nhà hoặc bày quả sung trên mâm ngũ quả ngày Tết để cầu nguyện cho gia đình một năm sung túc, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Mặc dù có ý nghĩa tốt trong phong thủy, thế nhưng nhiều người vẫn băn khoăn cây sung để trong nhà có tốt không, vì không phải ai cũng phù hợp để trồng loại cây này làm cảnh trong nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, cây sung có thể trợ giúp cho mọi lứa tuổi.
Tuy nhiên, bản mệnh của cây sung là mệnh mộc, nên loài cây này đặc biệt hợp với những người mệnh mộc hoặc hỏa. Chúng sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và thăng tiến trong công việc. Ngoài ra, cây sung cũng giúp người mệnh mộc và hỏa giúp gia đình được sum vầy, ấm no, hòa thuận. 3. Là cây dâu tằm bảo vệ sự bình an. Trong tiếng Hán thì cây dâu theo nhiều người quan niệm là loại cây mang lại sự tăng tóc, vì theo phiên âm tiếng Hán, cây dâu phát âm là tang. Bởi vì vậy, người ta thường kiêng kỵ trồng trước nhà sẽ mang lại điểm xấu, nhưng lại có thể trồng sau nhà giúp gia chủ xua đuổi khí xấu, những điều tai ương xui xẻo. Tuy nhiên, nếu như bạn mua xua đuổi vận xui, trấn giữ của cải trong nhà, thì việc trồng cây dâu tằm lại sau nhà là hoàn toàn đúng đắn. Linh khí ở cây dâu tằm giúp cho ngôi nhà của bạn luôn được an toàn, không có gì xâm nhập được. Cuộc sống trong nhà sẽ luôn vui vẻ, hài hòa, êm ấm. Cây dâu tằm là một loại cây giúp xua đuổi tà khí vô cùng tốt, giúp tránh vận xui. Bởi vậy, khi bạn trồng sau nhà sẽ giúp cho những âm khí quấy phá nhà bạn không thể xâm hại. Đồng thời, cuộc sống các thành viên trong nhà trở nên hòa thuận, công việc làm ăn hanh thông viên mãn. Theo các chuyên gia phong thủy, cây dâu tằm thường được trồng ở sau vườn nhà, bờ dậu với mục đích trừ tà, bảo vệ ngôi nhà và gia đình bạn. Ngoài việc có tác dụng xua đuổi tà khí, cây dâu tằm còn mang đến nhiều tài lộc thịnh vượng cho gia chủ. Tiếp theo, tài lộc có thể tiêu tan khi cho mượn những đồ vật sau. Theo quan niệm phong thủy, có những đồ vật bạn chớ nên cho người khác mượn, dù người đó có thân thiết đến đâu, nếu không muốn mất tài lộc, thiệt hại đến lợi ích của bản thân. 1. Là ví tiền. Ví tiền là vật để cất giữ của cải, bảo quản tiền bạc. Trong phong thủy, ví tiền chính là thứ đại diện cho tài lộc. Đây là món đồ giúp mang tiền tài may mắn đến cho chủ sở hữu. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy nhắc nhở rằng nên kiêng việc cho mượn ví tiền. Đem ví tiền của mình cho người khác chính là mang vận may, tài lộc của bản thân mình đi cho, khả năng giữ tiền cũng sẽ bị hao hụt. 2. Là nạng. Gậy trống. Nạng hoặc gậy trống là vật dụng dùng cho người đang gặp vấn đề về khả năng vận động hoặc giúp người già có thể di chuyển thuận lợi hơn khi sức khỏe của họ yếu. Nhờ có vật dụng này mà họ mới di chuyển dễ dàng, thuận lợi. Nói rộng ra thì chiếc nạng gậy là một phụ tá đắc lực của con người. Mất đi nó, chúng ta sẽ không thể làm được việc gì, hoặc có làm cũng gặp khó khăn, vất vả. Vì vậy, hành động cho mượn nạng không khác gì việc bạn mất đi chỗ dựa, một thứ luôn giúp đỡ mình. Tất nhiên, đây không phải là một quan niệm cứng nhắc. Trong trường hợp bạn chỉ sử dụng nạng trong một thời gian ngắn, vì lý do sức khỏe tạm thời và sau đó đã hồi phục, đi lại bình thường thì hoàn toàn có thể đưa chiếc nạng cho những người cần sử dụng đến nó. 3. Là gương. Trong quan niệm của người phương Đông, mỗi chiếc gương đều có linh hồn riêng. Vì thế, gương là một thứ không nên cho mượn. Một khi cho người khác mượn gương, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề tinh thần, sức khỏe, tiền bạc, gây họa ngoài ý muốn. 4. Là đồng hồ. Đồng hồ là biểu tượng cho thời gian trôi. Đeo đồng hồ ngoài ý nghĩa xem giờ còn thể hiện việc phải trân quý từng giây từng phút ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngoài ra, đồng hồ còn là biểu tượng của sự trường tồn vĩnh viễn vì thời gian không bao giờ dừng lại. Những chiếc kim đồng hồ quay vòng 360 độ, tượng trưng cho một thái cực. Vì thế, đeo đồng hồ là một hành động mang hàm ý mong tài lộc vượng phát, thời vận hanh thông. Kim đồng hồ nhích từng giây về phía trước cho thấy con người đang già đi. Do vậy, vào dịp đầu năm, người ta thường kiêng tặng cho nhau đồng hồ, đặc biệt là khi trong nhà có người già. Bên cạnh đó, việc cho mượn đồng hồ đôi khi cũng được hiểu là cho người khác mượn thời gian, tài lộc cũng bị mượn mất, khiến công việc của chủ nhân của chiếc đồng hồ bị trì trệ. 5. Là dao dao. Kéo là một trong những thứ không nên cho mượn nhất. Chúng được xem những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, trong phong thủy, nó còn tượng trưng cho sát khí. Đó là lý do người ta khuyên không để dao kéo bừa bãi trong nhà, vì chúng có thể gây những tác hại không ngờ đến với sức khỏe, công danh và tiền tài của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyên không nên cho mượn dao, vật đại hung trong phong thủy. Kéo có nguy cơ tự rước lấy hiểm họa về mình. Vậy nên, ngoài kiêng kỵ cho mượn dao, bạn cũng nên tránh mượn dao người khác. Tuy nhiên, trong không gian của một căn nhà thì người này cho người kia mượn dao là chuyện thường tình, không có gì phải kiêng kỵ cả. 6. Là bể cá. Bể cá, hòn non bộ,
không chỉ là vật trang trí trong nhà mà chúng còn có ý nghĩa về phong thủy. Thông thường, các gia đình mua bể cá nhằm mục đích cải thiện tài lộc. Vì thế, không nên cho người khác mượn vật hút tài lai lộc của mình. Ngoài ra, người mượn chưa chắc đã hợp tuổi với những vật mang yếu tố thủy như bể cá. Cách đặt bể cá, địa thế của ngôi nhà không phù hợp cũng có thể khiến người mượn gặp rắc rối về mặt phong thủy.